Chúng tôi được bang ta sau khi mà chúng ta đi du lịch Sầm Sơn thì ở đấy là có cái hòn trống hòn mái gọi là một sự tích. Hòn trống hòn mái ở Sầm Sơn ở đây thì cũng không có gì là nhiều, chỉ có là mấy cái tảng đá này thôi. Nhưng mà không biết là sự tích như nào thì được gọi là hòn trống hòn mái ở đây. Ở đây là hòn mái khu vực bạn. Bên cạnh hòn mái thì còn có các cái hòn trống. Đây là hòn trống. Và khu du lịch địa điểm địa danh hòn trống mái này chỉ cách bãi biển Sầm Sơn khoảng 2 km. Chúng ta đi ngược hướng rừng. Ở đây quý vị bạn có thấy những chị em rất là xinh đây, đang lưu giữ cái bức hình của mình. Giờ quý vị bạn chúng ta cùng đi một vòng nhé. Đây là cái đường lên của hòn trống mái. Đây là phía sau của hòn trống mái của Việt Bắc. Đây là hòn trống và đây là hòn mái. Sau hòn trống mái thì có bán các cái lưu niệm. Việt Nam này, mời anh chị vào xem đi. Ở đây các cái quả lưu niệm để ở trong này mình như bức pha lê vật, hoặc cái ly hoặc là in cái cháu cái áo luôn để chúng ta có những cái mà chỉ cần lấy cái điện thoại của mình ra là in được đi được. Còn nếu như quý khách hàng nào mà chưa có ảnh điện thoại thì trên cơ bản Thái Lan chúng tôi sẽ chụp ảnh địa chỉ cho ngay từ đây luôn. Bỏ cái áo này vào để in cái áo thì đồng chí tên là gì nhỉ? Người không thuê nhỉ? Đóng cái trận đây cái bóng tay nhá. Bóng tay có tay đi đâu đấy. Ở trên đấy thì cũng có những cái bức tượng như thế này. Cho mình vào xem đi. À, cho em. À, để đây nhìn đây. Bức tượng kỷ vật. À, nói đôi tiếng Nhật em ạ. Em mà không biết thì không hiểu được đâu. Không nghe hiểu được đang nói gì. Như thế thì ở đây cũng đang khá hoàn trong máy có những cái hiệu ảnh hoặc là bán quả lưu niệm rửa ảnh luôn cho cái việc bạn ở đây. Em nhìn thằng này nó trông vẻ nó điêu lắm à. Đây cái áo này xong xong rồi đây. Đấy, một tít là sắp xong rồi. Đấy, tít là sắp có cái áo. Sắp các bạn được in vào áo rồi. Đây quý vị bạn ấy. Ở đây ngoài à, cái in ảnh lá thì quý vị bạn đây, thấy được tất là tất cả mọi người xem cái áo này sắp in ra như thế nào nhá. In hình ở trên áo. Bây giờ là chuẩn bị khách đặt xem áo. In cái ảnh vào áo rồi. Đấy, ảnh nó có điện thoại ra để in được ngay vào áo đấy. Mời anh xem đi. Tuyết là sắp được in vào áo rồi. Ơ thế còn cô bé mà cô chữ có cái hình ảnh cờ đỏ sao vàng này, áo đỏ mà có cờ sao vàng này là có in ảnh in vào áo chưa? Đấy, giống như em bị tít đi này. À, có bị méo không? Đấy, mời em mà xem trên màn hình đi. Ở đây đấy, gặp cái chị nào là phòng ấy, nhưng mà em biết bao tiếng Thái không? Đâu chị tí vào phía dưới.
À, còn đồng chí Quỳnh Anh hôm nay ốm rồi. Đây, chỉ còn có 5 giờ thôi. Bước bà trên cái đường mà đi xuống hoặc đi lên thì bên cạnh đấy cũng có những cái trò chơi dành cho các trẻ em lên đây để chúng ta vui chơi. Đây, đây là các em bé mà đang vui chơi trong những cái khu giải trí ở trên hoàng thương mãi của chúng ta. Còn đây là những cái bức hình kỷ vật. Thường ở đây kỷ vật và những cái bức hình này là bức hình để mà cho các con tô màu. Có cả lục ngà và rau ngà cũng biết bạn. Đầy đủ các cái quả lưu niệm như vậy, có cả xào. Đại biểu to chưa? Ừ, quý vị, bạn ơi, ở đây tôi cứ tưởng là hai con này là hai cái tượng thôi, nhưng mà ở đây là hai con Phật quý vị bạn. À, thật ở đây thì giúp cho các bạn nhỏ chúng ta mà thích chụp ảnh, chúng ta chụp ảnh, leo lên lưng nó thì chụp ảnh, tấm lượng chúng ta. Rất đẹp các bạn, nhà đây có được ảnh. Những con này là giúp cho các em chúng ta đang chụp ảnh, giúp cho các con những hai người thích cái bức hình lưu niệm của chúng ta chụp. Và đây là cảnh quan toàn bộ của cái hòn trống mái của chúng ta. Bên tay trái của các bạn là hòn mái và bên tay phải là hòn trống. Khi mà các bạn chúng ta đi lên đây bằng xe hơi hay là đi xe thì ở đây cũng có một cái bãi gửi xe dành cho quý vị và các bạn. Và đây là một cái đường mà đi lên đền của đền Cột Tiên. Bên cạnh hòn trống hòn mái thì một cái đường là một đường rẽ là rẽ vào hòn trống mái, còn lại nếu mà chúng ta không rẽ, chúng ta đi thẳng đường này thì là lên đền Cô Tiên. Ừ.
và du khách tất cả mọi nơi về đây hầu như đi Hòn Sơn thì chúng ta đều lên hòn trống mái này, bởi vì nó cũng không cách xa so với biển Hòn Sơn và các cái nhà nghỉ cũng như khách sạn ở biển Hòn Sơn của chúng ta. Vâng, đây là hòn trống mái của địa điểm ở Sầm Sơn ở Thanh Hóa. Thì nếu mà quý vị bạn xem video này cảm thấy là nếu mà những ai là người Thanh Hóa yêu mến đất nước của người Thanh Hóa thì hoặc là cái địa danh làm thắng cảnh ở hòn trống mái này, thì quý vị bạn chúng ta hãy nút đăng ký và cho kênh Việt Nam Travel một like để mà có động lực thêm, có ngày càng có nhiều video để phục vụ quý vị anh chị và các bạn được chú đáo hơn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đồng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.